Tại trường San Jose City College, các bạn có thể tìm kiếm cho mình một công việc, một nghề nghiệp mà các bạn yêu thích, phù hợp với khả năng của các bạn. Và bây giờ, mời quý vị cùng tìm hiểu ngành thẩm mỹ. Niềm đam mê của tôi luôn ở đây và luôn là tạo mẫu thẩm mỹ. Tôi quyết định theo trường học San Jose City College vì chương trình thẩm mỹ của họ được biết đến không chỉ quanh khu vực mà còn ở California. Chương trình của chúng tôi kéo dài khoảng 1 năm, 1 tháng. Các học viên có được lượng kiến thức phong phú về chăm sóc da, kết cấu tóc, màu tóc theo xu hướng mới nhất. Bạn phải học cách điều hành một doanh nghiệp. Chúng tôi dạy họ cách ra ngoài và tìm kiếm khách hàng. Chúng tôi thảo luận về các kế hoạch và nghiên cứu kinh doanh. Khi kết thúc khóa học, họ sẽ nhận được chứng chỉ. Họ cũng đi thi và phải vượt qua kỳ thi nghiêm ngặt của State Board và cuối cùng sẽ có bằng AS. Bạn không thể so sánh với bất kỳ trường nào khác. Lớp học ở đây được thiết lập với những dụng cụ phù hợp với thực tế. Khoa này đồng thời cũng có tiếng trong ngành thẩm mỹ. Trường San Jose City College có vô số giáo viên đến từ những nơi khác nhau. Họ thực sự quan tâm đến tôi, và mức độ quan tâm đó không phải là điều mà tôi nhận từ các trường khác. Chương trình này rất hiệu quả. Chương trình làm học sinh nhận ra được tiềm năng của họ mà họ đạt được. Thành quả của họ đạt được trong cuộc sống, không chỉ đứng sau ghế nhà trường mà còn trong cộng đồng. Tôi thực sự thích chương trình, thật hạnh phúc khi có thể làm điều gì đó mà tôi thực sự yêu thích và có thể nuôi nấng bản thân mình sau này. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng vào trang mạng www.hjcc.edu/cte hoặc thảo luận với một trong những cố vấn giáo dục nghề nghiệp của chúng tôi ở số 408-288-3750. Trường chúng tôi luôn có những cố vấn nói tiếng Việt luôn sẵn sàng giúp đỡ và hướng dẫn quý vị.